Xin chào tất cả các cô, các chú, các anh, các chị yêu hoa trà trên toàn cả nước. Em vườn hoa Tam Đảo hôm nay giới thiệu mọi người, đây là cái vườn mà vừa rồi em cắt hom để nhân giống. Thì sau khi cắt hom nhân giống thì em đã có vặt lá hết, mọi người cũng đã nhìn thấy rồi. Đã những cái video trước mọi người đã nhìn thấy rồi là sau khi em cắt hom nhân giống em đã vặt lá. Và hiện tại sau được khoảng 1 tháng 5 ngày là từ ngày em cắt hom, đó là ngày mùng 6 tháng 6, sau mùng 6 tháng 5. Sau ngày mùng 5 tháng 5 là ngày giết sâu giết bọ, thì là ngày mùng 6 tháng 5 em bắt đầu cắt hom nhân giống. Thì mùng 6 em cắt hom và mùng 7 và mùng 8 em bắt đầu cho người tiến hành vặt bớt lá trên cây để tạo độ thoát nước cho cây và đẩy mầm mới. Thì hiện tại cây nó đã rất là khỏe, là đẹp và ra rất là nhiều lộc mới để cho vụ tháng 10 năm nay tiếp tục cắt hom. Thì theo kinh nghiệm của cá nhân em thì các cô, các chú, các anh, các chị, khi mà cắt hom cây nó bắt đầu tạo sức, nó đã bị tức. Cắt hom là nó sẽ tức, nó sẽ nảy một số khác, thì chúng ta nên khai thác bớt lá già để cho cây nó có ổn định hơn, để khi mà chúng ta có cái lịch sự, có cái quá trình chăm sóc thì cây nó sẽ có cái độ lá nó mởn hơn, và cho cái đợt cây nó sẽ không dùng dinh dưỡng để nó nuôi lá già mà nó sẽ dùng dinh dưỡng ở dưới đất lên để nuôi các lá con, cộng kết hợp với có là nó đẩy thêm mầm ra, tức thêm rất là nhiều điểm để đẩy thêm mầm. Thì như chúng ta đã nhìn thấy đây là những cái thành quả của vườn hoa Tam Đảo đã làm và đã chứng minh cho các bác thấy bằng hình ảnh và chất lượng của sản phẩm, đó là cây đã khỏe lên rất nhiều và ngoài ra thì đẻ rất là nhiều lộc. Ví dụ như cái cành này ngày trước chỉ được một lộc ở đây là 2, đúng không? Nhưng hiện tại em sẽ đếm cho các bác là đây 3 là 4 này, trước là 4 lộc, như giờ em sẽ đếm cho các bác 1 này, 2 này, đó, 3 này, 4 này, đấy, 5 này, 6 này, hiện tại trên cành này là có 6 lộc. Đó, trên cành này có 6 lộc đó, như các bác nhìn thấy. Ngoài ra thì được đặc điểm là chúng ta sẽ toàn bộ những cái lộc này nó sẽ nảy lên ở các cây mà nó có vị trí thân rất là đẹp và to. Khi mà cái thân này nó to thì lực đẩy của cây nó rất là khỏe, không như một số bác là cây nó mọc trên các vị trí thân nó nhỏ quá thì đẩy, lực đẩy nó rất là kém. Khi mà lực đẩy kém thì cái hom của ta cắt vào cái vụ mùa tới nó sẽ không được đạt và chúng ta sẽ, nó sẽ không được, nó ngắn cây, nó không được dài cây. Thì đây là cái kinh nghiệm cá nhân em chia sẻ, là đây là khoe cho các bác một chút cái thành quả của việc cắt hom nhân giống và đã được hom rồi, giờ lại được cả mầm. Các bác nhìn thấy trước kia cây này nó chỉ có một mầm ở đây, một mầm đây là 2, một mầm đây là 3, 4, 5, 6, 7 và 8 và 9, 9 mầm. Nhưng các bác bây giờ các bác đếm này chỉ nguyên từ chỗ này đi thôi á. 1 ở đây, bên này 1 là 2, góc bên này là 1 là 2 này. 3 này, đang nảy lên đây 4, 5 này, 6, 7 này, 8 này, 9 này, 10, 11, 12, 13. Hiện tại cùng một cái cành mà trước kia chỉ được 9 mà bây giờ đã được 13. Chúng ta sẽ tiếp tục nhân giống bầy đàn lên để chúng ta có tiếp những cái thành quả lao động tiếp theo. Cảm vườn hoa Tam Đảo, đây là một cái kinh nghiệm khi mà các bác cắt cành dâm hom và sau khi cắt cành dâm hom chúng ta nên làm gì. Thì em cũng giới thiệu cho các bác để các bác biết. Vừa rồi các bác cũng nhìn thấy cây này không ạ? Đó ấy, thì cây này, đây là cái cây mà em nắn tỉa một chút thì các bác có thể nhìn thấy nha. Đây giờ cây nó đã nảy lọc lên rất là đầu là đẹp rồi. Thì vườn hoa Tam Đảo giới thiệu mọi người phương pháp, đó là cắt cành dâm hom cộng việc là tỉa bớt lá để cho cây nó có thể phát triển ổn định hơn. Đây là cây này là sau 1 tháng 20 ngày thì lá nó bắt đầu già ra. Cây này là em cắt trước này, 1 tháng 20 ngày lá bắt đầu già ra và tạo cái độ khỏe cho cây. Thì khi mà cây nó, lá nó đi vào thời kỳ già như này thì cây cực kỳ là khỏe rồi, nên yên tâm nhé. Thế vườn hoa Tam Đảo thì xin phép là kết thúc video. Chúc các bác sức khỏe, bình an trong cuộc sống. Các bác qua video thì cho vườn hoa Tam Đảo xin một nút đăng ký để vườn hoa Tam Đảo có thể làm nhiều video hướng dẫn, chia sẻ và làm nhiều cái video mà về cái cây hoa trà mi, là một dòng hoa trà cổ của Việt Nam hơn. Em xin phép là kết thúc video.